chào tất cả các bạn và cô giáo đến với bài thuyết trình của em. Em là Nguyễn Thế Ngọc, em sống ở xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Em học lớp 8C của trường Trung học cơ sở Hạ Bằng. Em xin phép được thuyết trình bài Đua Thuyền Rồng. Đầu tiên, cách chơi của bài này là khi có đá thì phải điều khiển hai thuyền tránh đi, còn có khối năng lượng thì phải nhặt để tăng pin. Khi một trong hai đại diện của thuyền vàng và thuyền xanh chạm đích thì thuyền đấy sẽ thắng. Em sẽ chạy thử bài. Lễ hội đua thuyền rồng trên Hồ Tây được tổ chức lần đầu tiên vào 24 tháng 2 năm 2018, tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Lễ hội tổ chức trên đoạn đường thanh niên từ Chùa Trấn Quốc đến Vườn Hoa Lý Tự Trọng. Lễ hội này nhằm khôi phục và phát triển các môn thể thao truyền thống của dân tộc để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với thủ đô Hà Nội. Từ đó, tạo điểm nhấn phát triển các môn thể thao dưới nước. Cuộc đua gồm hai đội, đội thuyền vàng và đội thuyền xanh. Đội thuyền vàng điều khiển bằng phím mũi tên lên xuống để tránh đá hoặc thu thập bóng năng lượng. Đội thuyền xanh điều khiển bằng phím WS để tránh đá hoặc thu thập bóng năng lượng. Sau khi có hiệu lệnh xuất phát, hai đội thuyền sẽ xuất phát với mức năng lượng trung bình, mức 3 vạch. Nếu thuyền chạm đá, pin sẽ giảm một vạch năng lượng. Nếu thu thập được bóng có hình sấm sét, pin sẽ tăng một vạch năng lượng. Đại diện thuyền nào chạm vạch đích màu đỏ trước, đội đó sẽ thắng. Đội thuyền nào có mức năng lượng về không, đội đó sẽ thua. Khi mà hết giới thiệu xuất phát thì bài sẽ được chạy. Đây, thử xem. Nếu mà chạm vào đá ngầm thì sao? Nếu chạm vào đá ngầm thì pin sẽ bị giảm một vạch ạ. Còn khi nhận được khối năng lượng thì sẽ tăng lên một vạch. Như thuyền vàng chuẩn bị nhận được. Đấy, pin thuyền xanh khi kết thúc pin thuyền xanh thì vô cuộc. Rồi, bây giờ mời bạn sang phần chia sẻ. Trong quá trình làm bài thì mình thích nhất là cái tính năng của nhân vật nào? Em thích nhất tính năng của nhân vật Giga, vì nó phổ biến rất rõ ở chơi ạ. Ở tại bảo bài mình có tổng cộng bao nhiêu nhân vật nào? Bài của em có tổng cộng là 14 nhân vật ạ. Cái 14 nhân vật này thì bạn cảm thấy là lập trình cái nhân vật nào khó nhất? Em nghĩ là lập trình nhân vật vô cuộc ạ. Tại sao lại là khó nhất nhỉ? Chỉnh lệnh nó khó ạ. Nhiều lúc thì bấm hoa bắt đầu không hiện lên, nó hiện ở trên kiểu đấy. Rồi thì toàn bộ hình ảnh và âm thanh trong bài thì bạn lấy từ đâu nhỉ? Em được cô giáo cung cấp ạ. Có cái nhân vật nào mình tự thiết kế ra không? Có nhân vật đếm ngược với thông báo tự thiết kế ra không? Thế còn nhân vật sao và nhân vật pin? Nếu nhân vật đấy thì lấy ở trong mục của mục này. Nhân vật pin thuyền vàng và pin thuyền xanh là bạn tự thiết kế là lấy ở thư viện? Là tự thiết kế luôn. Ừ. Thế ở trong bài thì mình đã có thêm tính năng sáng tạo nào chưa? Trong bài thì vẫn chưa tính năng sáng tạo của. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho cô những cái tính năng nổi bật, cách lập trình những cái tính năng nổi bật đấy. Lập trình của các tính năng nổi bật đấy thì chắc là đầu tiên là làm thế nào để điều khiển được nhân vật thuyền vàng và thuyền xanh. Đầu tiên thì phải chọn khối lệnh. Chọn khối lệnh nếu bấm phím mũi tên xuống thay đổi một lượng, và nếu lên thì sẽ thay đổi một lượng để cho hai thuyền là di chuyển. Thuyền xanh nó cũng thì khi mà khi và W sẽ tăng đi, ta phải hạn chế, không được chạy vào phao. Tiếp tục là đến tính năng cho nhân vật đá ngầm này. Làm thế nào đá ngầm xuất phát di chuyển từ trái qua phải, sau đó thì nếu mà chạm vào thuyền thì bị trừ điểm. Đá ngầm thì phải có lệnh đi từ điểm x, y. Còn khi mà đá ngầm chạm vào thuyền bị trừ điểm thì có câu lệnh giảm pin thuyền xanh hoặc thuyền vàng thì nó sẽ giảm. Làm thế nào để xuất hiện nhiều nhân vật đá ngầm ở trên sân khấu? Và thì cho câu lệnh tạo bản sao của bản thân tôi và đợi 2 giây để cho nó phát liên tục xuất hiện. Tiếp tục là nhân vật quả bóng năng lượng này. Quả bóng năng lượng thì gần giống với đá ngầm, cũng có tạo bản sao của tôi và đợi thời gian nhiều hơn ạ. Còn điểm khác biệt là gì nữa so với nhân vật đá ngầm? Điểm khác biệt là khi mà chạm vào thuyền xanh và thuyền vàng thì sẽ tăng một lượng pin. Nó sẽ phát thông báo để tăng pin đúng không? Vâng ạ. Thế còn bạn có thể giải thích cụ thể về cái điều kiện nếu tọa độ x lớn hơn 240 hoặc chạm phao thì nó sẽ làm sao? Thì nó sẽ biến mất ạ. Cái tọa độ x lớn hơn 240 thì cái điều đấy minh họa cho việc gì? Nếu mà x lớn hơn 240 thì sẽ ra khỏi màn hình của chơi, sẽ biến tượng với mất. Tiếp tục là nhân vật thông báo này. Nhân vật thông báo thì phải có những câu lệnh như khi đội xanh thắng thì sẽ chuyển sang câu lệnh là đội xanh thắng và từ là tất cả trò chơi. Tức là cái nhân vật thông báo này có mấy trang phục? Nhân vật thông báo này là có 3 trang phục: thua cuộc, đội vàng thắng và đội xanh thắng ạ. Bạn có muốn chia sẻ điều gì nữa không? Không. Bước cuối là gì nào? Bước cuối. Em xin chào, cảm ơn mọi người đã nghe bài trình của em. Chào mọi người. Rồi, cảm ơn Thế Ngọc. Có vẻ như là hơi run đúng không? Hơi hồi hộp à? Mình giới thiệu cái bài của mình làm ra có cái gì khó khăn đâu. Bạn Thế Ngọc, bây giờ cô mời các bạn góp ý và nhận xét cho bài của Thế Ngọc nào. Mời Báo Hoàng. Thế Ngọc có chia sẻ màn hình đi để các bạn ý góp ý cái dự án nữa. Mời Bảo Hàng nào. Em thấy bạn Thế Ngọc làm tốt quá. Hả? Em thấy bạn Thế Ngọc làm tốt, chứ mà các nhân vật của bạn hơi lớn. Cái gì hơi lớn nhỉ? Các nhân vật. Nhân vật đã hơi to à? Ừ. Dạ. Rồi, còn điều gì nữa không? Không ạ. Thế về cách thuyết trình thì bạn đã nói tự tin chưa? Chưa ạ, bạn nói có hơi chút. Có hơi vấp một chút đúng không? Cảm ơn Bảo Hoàng. Mời Nhật Minh nào. Nhật Minh góp ý cho bài của bạn Bảo Hoàng nào. Góp ý cho bài của bạn Thế Ngọc. Về dự án thì mình thấy bạn đã làm tốt chưa này? Về cái phần trình bày bạn đã tự tin giới thiệu các bước chưa? Nhật Minh nào. Thế Ngọc chia sẻ màn hình đi để các bạn ý góp ý bài của con. Dạ. Nhân Minh mở mic trả lời đi nào. Nhưng mở mic cho cô. Con thấy bài thuyết trình của bạn như thế nào, con cứ nói theo đúng suy nghĩ của mình. Mở mic đi con. Của bài bạn ấy được rồi. Ừ, được rồi à? Cụ thể là bạn làm tốt ở điểm nào? Bạn làm tốt ở nhân vật. Ở việc lập trình các tính năng cho nhân vật này, đúng không? Yes. Ừ. Cái bài, cái kỹ năng thuyết trình của bạn đã tự tin chưa? Là bạn làm gần được tự tin. Gần tự tin rồi đúng không? Rồi, Thế thì qua lời góp ý của hai bạn thì cô tổng kết như sau này. Bạn Thế Ngọc thì trong quá trình làm cái dự án này thì bạn ấy rất là chăm chỉ, rất là tích cực trong cái việc là mình học, mình hỏi, bạn ấy hay rất là hỏi cô. Nếu mà có lỗi gì là bạn hỏi luôn. Như thế là cô rất là khuyến khích cái tinh thần ham học hỏi như vậy. Các bạn khác cũng thế nhá. Trong quá trình làm ở nhà ấy, sau giờ học này mà các bạn có gặp lỗi gì, không hiểu cái phần nào thì các bạn cứ mạnh dạn nhắn tin hỏi cô nhé. Thì cô sẽ giải đáp. Đó là một cái điểm đáng khen của Thế Ngọc này. Thế còn về cái phần thuyết trình, dự án đã thực hiện đúng các tính năng rồi này. Thế còn về cái thuyết trình là chắc là đây là cái lần thuyết trình bạn thuyết trình ở cái vị trí đầu tiên ấy, là người đầu tiên thuyết trình trong buổi học, cho nên là có hơi hồi hộp một chút đúng không? Đầu tiên cái bước số 1 đấy thì là nói khá là tự tin đấy. Sau đó bước số 2, bước số 3 là bước chia sẻ là quên thứ tự, quên cái nội dung cần nói, thì là cần cô phải đặt câu hỏi, gợi ý thì là bạn ấy mới trả lời, mới trình bày tiếp được. Đấy thì cô cũng nhắc lại nhá, mình cứ bình tĩnh thôi. Trong quá trình mình làm như thế nào là mình nói ra như vậy. Đấy. Hoặc là mình có thể ghi trước những cái ý cần nói ra cái tờ giấy để trước mặt của mình, nếu mà mình quên thì mình xem lại nhá. Thế Thế Ngọc đã hoàn thành xong cái phần thuyết trình dự án này rồi. Thế mình có thể bổ sung thêm những cái tính năng sáng tạo nữa, đó là cái âm thanh của sóng vỗ này khi mình ra sông, hoặc là khi mà mình ra biển ấy, thì nó có cái âm thanh tiếng sóng vỗ đúng không? Mình có thể bổ sung vào. Nếu mà thắng cuộc thì mình có thể thêm pháo hoa này, thua cuộc thì thêm cái âm thanh buồn, một âm thanh thua cuộc và nhân vật đứng khóc. Đấy, mình có thể bổ sung sáng tạo thêm.